Chào anh em cần thủ đến với kênh Máy Câu Nhật Bãi nha. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 ha. Mình lên video số 99 nha. Mà video tiếp theo của video số 99 nha nha. Vì dự định của mình thì khi mà lên video 100 thì mình sẽ lên nhiều bộ sưu tầm hoành tráng cơ ha. Rồi, lời đầu tiên là chúc anh em nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn an lành nha. Mình lên cây số 1 ha. Là combo nha anh em, là một con máy ha. Máy này là full kim full carbon nha, cước số 3 vào 120m. Cước số 2 vào 150m. Con này size 2000 ha. Đó, size 2000 và đi chung với nó là cây cần dài 1m8 ha. Cây này dài 1m8. Khoen thì khoen thường thôi nha, khoen bát là bát vặn ha. Khoen bát là bát vặn. Khoen là dàn khoen thường sứ đá nâu nha. Đó, khoen nó khoen thường thôi, sứ đá xám ha, sứ đá xám. Đây, cần về ngoại hình thì tuyển lựa hết rồi ha. Cần khoen bát mình tuyển lựa kỹ rồi. Cần đẹp nha anh em. Đó. Về phần mà chảy xước ít thôi, có bị dính keo này anh em. Dính keo ha, cậy nhẹ cái là ra thôi. Đó. Rồi, cái cần này dài là 1m8 ha, dài 1m8. Cái đọt của nó mình đo là đọt nó tầm 1.8 luôn anh em, mét 8, đọt ly 8 ha. Đó. Rồi. Này, nắp mở ra được nha. Chất liệu gì không biết đâu. Nói chung mình không để ý. Đây, nó đen thui hết rồi. Đó. Không có phải chất liệu phíp ha. Cái này mình nghĩ carbon pha đó nha. Rồi, combo số 1 ha, máy 2000, cần dài mét 8. Bộ này nhỏ, nhẹ. Câu cá trong ao là tuyệt vời luôn ha. Câu vui chơi giải trí thôi, rất là đỉnh nha. Rồi, bộ này con lăn là cái máy thì con lăn đang còn hoạt động ha. Con lăn hoạt động nha. Con lăn nó là màu xám đen đen này nha. Không phải bị rỉ ố gì đâu ha. Con lăn cái màu nó như vậy. Đó, máy hoạt động mượt nha. Bộ này mình gửi đến anh em giá 280k bao ship, mã số 1 ha. Rồi, lên mã số 2 nha. Mã số 2 là cây cần cũng dài 1m8 luôn anh nha. Y chang ha. Nhưng mà sở hữu dàn khoen này. Khoen là còn đẹp nha. Khoen sứ đá xám ha. Đó, bát là bát vặn này. Hai cây này là một cặp ha. Đó, rút gọn lại là 45cm thôi nha. Máy thì máy size 2000 luôn ha. Máy size 2000 luôn đó nha. Máy này là máy của hãng Tactic Android ha. Máy của Hàn Quốc. Rồi, con này cũng size 2000 nha. Hoạt động là mượt hết nha anh em. Hoạt động mượt hết, con lăn còn quay. Mô pin sóng nha, máy đổi tay trái phải. Đó. Combo này cũng 280k bao ship nha, mã số 2 ha. Rút gọn lại á là cái đọt của nó cũng tầm 1.8 nha anh em. Đó. Rồi, hai cây này thì rút gọn lại tầm 45cm ha, hai cây. Rồi. Mã số 2 280k bao ship nha, mã số 2. Rồi, lên mã số 3 ha. Mã số 3 là cây cần này anh em, cây này nhìn nó khá đẹp á, này. Nó viết tùm lum chữ hết ha. Đó, cây này thì khá đẹp đó. Dài của nó cũng 1m8 luôn ha, dài 1m8. Sở hữu một con máy là Daiwa của con bát là bát vặn nha, bát vặn, cán mút hết nha. Con này rút gọn nó là 50 cm ha. Máy Daiwa của Nhật anh em. Rồi, máy Daiwa của Nhật. Cái này thì mình thấy nó có 3 cái khoen thôi ha, 3 khoen thôi. Đó, cần về ngoại hình còn đẹp nha anh em. Này mình tuyển kỹ rồi ha, cần về ngoại hình thì thấy khá đẹp, đọt của đọt 2 ly ha, đọt 2 ly mã số 3 nha. Dài 1m8 đọt 2 ly. Đây thấy nó quấn chỉ đồ đẹp lắm. Cái này kết hợp với máy ha, máy thì quá mượt rồi. Máy size 2000 nha, máy size 2000. Đó, cước số 3 vào 85m, cước số 2.5 vào 130m ha. Máy size 2000. Bộ này mình gửi đến anh em giá 330k bao ship nha, mã số 3 ha. Rồi, lên mã số 4. Mã số 4 là một cây cần Daiwa ha. Thì dòng này á là mình khi mình mở nắp ra xem á là bên trong nó đây nha. Nè. Bên trong nó rất dày ha, đen thui hết. Cái đọt là đọt đặc nha anh em, đọt đặc ha, đọt đặc. Rồi. Còn cần thì cây này là dài 2m1 nha. Đây.
Cái này Daiwa của Nhật ha, dài hai của Korea chứ, dài 2m4 anh em, dài 2m4, cứng là 20 ha. Đó, sở hữu dàn khoen Fuji này anh em, dàn khoen Fuji sứ đá xám ha. Bát là bát bát gập nha, khoen Fuji FS7. Cây này về ngoại hình thì còn rất đẹp nha. Đây có một chấm chày đây thôi, một hai chấm chày thôi, không đáng kể đâu. Đó, còn bên trong là còn sáng trưng hết. Cây này đọt của nó là 1,5 ly ha, đọt 1,5 ly, dài 2m4, cứng 20 nha. Sở hữu một con máy của Korea ha, máy ghi 2000 này anh em. Nhưng mà size thật của con này là, để mình xem, size thật của nó là size 3000 nha. Cước số 4 vào 120m. Con này size 3500 anh em nha. Đó. Rồi, mã số 4 nè, mã số 4. Dài 2m4, cứng 20, ghi rất rõ này. Đó. Rồi, khoen bát Fuji còn đẹp chuẩn hết nha. Sở hữu con máy 3500 ha. Đó. Bộ này mình gửi đến anh em giá là 350k bao ship nha. Mã số 4 ha. Rồi, lên mã số 5. Mã số 5 là một cây ISO nha anh em, cây ISO. Đó, cây này thì rất là đẹp nha. Đó, cây này đẹp, nhỏ gọn lắm anh em. Cây này là đọt số 2, dài 2m1 ISO mà đọt số 2 dài 2m1 nha. Rồi, mình xem cái đọt coi. Về ngoại hình thì gần như mới tinh ha. Đọt cây này là đọt là 0,7, 0,8 ly ha. Cái đọt 0,8 ly. Cần về ngoại hình còn zin hết nha anh em, cây này zin nha. Đó. Chất liệu của nó là carbon ha, dài 2m4 thôi, rất đẹp nha. Zin hết. Đó. Rồi, một lóng này. Đọt rất đẹp nha. Rồi, cây này nhìn nó nhỏ gọn lắm anh em, dài 2m1 nè, chất liệu là carbon ha. Đọt số 2 dài 2m1, chất liệu carbon. Rồi, đọt trên này là 0,8 ly ha. Đây, sở hữu thêm một con máy. Con máy này là máy Daiwa nha, máy Daiwa của Nhật ha. Bát là Fuji FS6. Mã số 5 nha anh em, mã số 5 ha. Bộ này thì siêu nhỏ gọn luôn anh em, rất là nhỏ ha, rất là nhẹ luôn á. Bộ này để câu trong ao hay là câu vui chơi giải trí là tuyệt đỉnh luôn nha. Câu cá nhỏ, câu tôm cũng rất là đỉnh nữa. Bộ này mã số 5 nha. Mã số 5 mình gửi đến anh em giá là 500k bao ship ha. Rồi, lên combo mã số 6 ha. Mã số 6 là một cây cần dài 3m rưỡi anh em, đọt số 2 ISO ha. ISO khoen nhỏ nha. Rồi, cây này đọt của nó xem kỹ. Đọt nó 1,2 ly nha, đọt 1,2 ly, dài 3m rưỡi ha. Về ngoại hình thì còn đẹp. Chất liệu cây này là fit nha. Chất liệu nó là fit, dài 3m rưỡi, đọt 1,2 ly. Đó, ISO nha, ISO khoen nhỏ ha. Đó, sở hữu tiếp là một con máy ha. Con máy Daiwa Jupiter của Thái Lan nha. Máy này của Thái Lan ha. Mã số 6. Đó, size thật của máy này là, để mình xem kỹ. Cước số 2 và 150m, size 2000 luôn ha. Đó, máy về hoạt động còn mượt nha, máy đổi tay trái phải ha. Rồi, bộ này gửi đến anh em giá là 350k bao ship nha, bộ số 6 ha. Rồi, mình lên bộ số 7. Bộ số 7 là một cây ISO ha. Đó, cây này chất liệu nó carbon anh em, dài 3m6. Đây, sở hữu dàn khoen màu đen này anh em, sứ đá xám ha, sứ đá xám đó. Cần về ngoại hình thì cái lóng cuối là mình thấy bị dính keo thôi ha, còn về ngoại hình là như mới nha. Đó. Rồi. Cây này dài 3m6 nha. Đó, chất liệu nó như dạng chất liệu carbon pha đó anh em. Rồi. Cái đọt là 1,4 ly ha, đọt 1,4 ly, dài 3m6, cần còn rất đẹp nha. Rồi, cần đẹp lắm anh em. Đó, sơn dạng như kim tuyến vậy. Rồi. ISO khoen nhỏ ha, sở hữu dàn khoen này anh em. Đó. Rồi, cái lóng cuối cùng của nó hơi bị xấu tí chỗ này nha, hơi xấu tí chỗ này. Rồi. Sở hữu một con máy là của con máy này ratio là 5.2, máy của China nha, máy của China.
Size thật của nó là size 2000 đấy anh em, size thật size 2000, cước số 2 và 150m. Đó, rồi, size 1500 đi anh em cho nó chắc. Nói size 2000 đôi khi to quá con lan đang xoay ha. Rồi, bộ số 7 nha anh em, bộ này khoen bát là hãng hết ha, khoen bát hãng. Bộ số 7 gửi đến anh em giá là 330k bao ship nha, bộ số 7 ha. Cái cần nhìn to lắm, hầm rất là mổ. Rút gọn nó là 65cm nha. Cây này có 3 cây là rút, cây này là rút gọn là 80 ha. Cây số 6 rút gọn 80. Rồi còn mấy cái kia là rút gọn nhìn nó rất là nhỏ ha. Bộ số 7 nha. Bộ số 7 này gửi đến anh em 330k bao ship ha. Rồi. Lên số 8, số 8 là cây cần ISO ha. Cây này về ngoại hình thì gần như là mới tinh anh em. Bát là Fuji FS7 nha. Đó. Cây này chiều đọt lớn đó nha, nhưng mà nó sở hữu cái dàn khoen này. Dàn khoen đá nhựa đá sứ trắng nha. Đó, dàn khoen này zin luôn ha. Cây này mình chưa có không, nói chung mình không có thời gian để mà thay đâu nha. Nên là khoen bát đồ mình để zin nè, cây nào đẹp thì lấy ra đăng thôi. Còn này thời gian đầu thay ha. Đó. Rồi, cây này đọt của nó là đọt 2 ly 2 ha, đọt 2 ly 2. Rồi chiều dài nó là 3m6 nha anh em, chiều dài 3m6. Cây này về ngoại hình rất là đẹp nha, cây này ngoại hình đẹp lắm. Tại vì lúc cây này là mình rút trong bọc ra mà nó còn bọc ha. Đó, cây này về ngoại hình thì đẹp nha. Rồi cây này phù hợp cho anh em câu lăng xê, đánh lăng xê là cây này tuyệt đỉnh luôn nha. Đó, cứng nó tầm 25 nha anh em. Cây này cứng tầm 25 quay đầu ha, câu lăng xê hoặc câu ngâm đó. Rồi mã số 8 ha, mã số 8 cây này gửi đến anh em giá là 300k nha, cây này gần như mới luôn nha anh em. Rồi lên mã số 9 nào, mã số 9 đây anh em, mã số 9 là cây cần Waco ha, 3m9 4 lóng này. Cây này thì sở hữu dàn khoen sắt nha, còn trồng là trồng sứ đá này, trồng sứ đá trắng ha. Dàn khoen cũng zin, cần nói chung là zin hết nha, mình không đụng vô đâu. Cái nào mà phải thay hay lai là mình nói ha. Rồi dài 3m9 nha, 4 lóng. Cây này cũng phù hợp cho anh em câu lăng xê nha, câu ngâm ha. Đó, cái lóng của nó thì cái phần sơn nó hơi bị nổ nổ lên này, anh em nhìn kỹ không. Rồi mã số 9 nè, mã số 9 này mình gửi đến anh em giá là 330k bao ship nha. Cây cần rất đẹp ha, nói chung là về ngoại hình nó là rất đẹp luôn. Đó, Waco ha, bát là FS7 nha, bát Fuji FS7 nha, dàn khoen cũng còn đẹp hết ha. Rồi nay mình lên cây, rồi mình lên 9 cây cần ha. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo mình nha. Mình cảm ơn anh em theo dõi kênh nha, cảm ơn anh em thật nhiều nha. Rồi như cây này này anh em, cây này thì phù hợp cho anh em nào sưu tầm ha. Đó, phù hợp sưu tầm thôi, tại một cây ISO bằng carbon, ISO carbon nha, nhưng mà nó khá là nhỏ bé nhưng mà rất là chất nha anh em. Đó này, carbon nó nổi cuồn cuộn cuộn luôn ha. Đó, cây này thì mình cũng ít thấy thôi chứ không thấy nhiều đâu. Đó, rất là nhỏ bé nha, đẹp. Rồi chào anh em nha.